Những điềm mộng báo trước. Lời tác giả. Xin giải thích. Đây là chuyện kể về những giấc mộng báo trước nạn tai xảy ra trên thế gian, do một pháp hữu của tôi nằm thấy, rất có giá trị và đáng để chúng ta tham khảo, vì có ý nghĩa rất lớn đối với việc biến hóa thế nhân. Xin hãy đọc và rút ra những tinh hoa để sống tốt, cũng như phổ biến những điều hay này. Nguyện mọi người đều tin sâu nhân quả, siêng năng đoạn ác tu thiện. Tất cả đại nạn phát sinh trên đời đều do ác nghiệp chung của mọi người tạo trong quá khứ đã chín mùi mà chiêu cảm nên. Nếu như ngay đây, mỗi người tự biết phản tỉnh sám hối, đoạn ác tu thiện, thì có thể chuyển cộng nghiệp thành biệt nghiệp, khiến ác báo trong quá khứ chẳng có thể trổ mà không thọ ác quả. Quan trọng là ta không được tái phạm lỗi cũ, không tiếp tục tạo ác nữa. Chúng ta hãy phát nguyện từ phút giây này về sau, thề đổi mới bản thân, làm lại từ đầu, chân thành sám hối, bỏ xấu khuân tốt, dứt sát ăn chay, phóng sinh, rộng hành thiện nghiệp, nghiêm giữ năm giới, tự nhiên đời sống sẽ cát tường bình an. Nguyện mọi người nỗ lực tu sửa bản thân trong sáng, để cuộc sống luôn rạng rỡ, hạnh phúc. Đây không phải là bài văn của đương sự, tôi chỉ là người viết thay, sau khi được thuật giả kể ra câu chuyện, và ủy thác nhờ phổ biến dùm. Bây giờ, mời bạn đọc, nghe câu chuyện kể của người trong cuộc. Hiểu rõ chân tướng địa chấn. Nhiều năm nay nước tôi thường xảy ra tai nạn, đặc biệt là mấy năm gần đây. Vấn Châu liên tục bị đại chấn, Ngọc Thụ cũng bị địa chấn. Lục lội giáng toàn quốc, khí hậu lạnh nóng thất thường, tai nạn liên biên. Mấy ngày trước, Nhã An Lô Sơn phát sinh địa chấn, việc này đã khiến tôi đứng ngồi không yên. Tôi nghĩ mình cần phải đem những điều đã thấy trong mộng phổ biến ra, cũng là để báo đáp đại ân của Bồ Tát Quán Thế Âm. Chắc chắn sẽ có nhiều người phản cảm với những điều kể trong mộng, sẽ cho đây là lời hoang đường, vô căn cứ. Cho dù quý vị khinh rẻ, xem thường những gì tôi kể ra, đối với tôi cũng không hề chi. Tôi chỉ hy vọng, chỉ cần trong số độc giả, có được ít người chịu hồi tâm hướng thiện, như vậy là thỏa mãn lắm rồi. Trung tâm của vũ trụ vốn là tình thương, là lòng đại bi, có lòng yêu thương nhân ái, con người và vạn vật mới sống với nhau thuận thảo, hài hòa. Nghĩa là, ta không làm gì xâm phạm môi trường thiên nhiên, mà luôn trân trọng bảo vệ từng cọng cây ngọn cỏ, từng sinh mạng của người và vật. Nếu mọi loài sống hài hòa như vậy, thiên hạ sẽ thái bình. Phật Pháp giảng, vạn pháp giai không chi, có nhân quả bất không. Tận hư không khắp pháp giới vốn là đồng thể, đều là anh chị em. Đối với núi sông đại địa, khoáng sản và động thực vật, chúng ta phải có lòng trân quý, ái tiếc. Nếu làm tổn thương, chúng ta sẽ nhận quả báo dồi ngược. Đây chính là luật nhân quả căn bản của vũ trụ, là thế giới quan vô hạn lượng. Bây giờ chúng ta phải động não, chịu khó tư duy để nhận chân vấn đề cho thấu đáo. Vì sao nhân loại đối với thiên nhiên không ngừng phá hoại, chiếm đoạt và luôn gặp phải bão lũ cuồng phong do thiên nhiên đáp trả lại? Trong tạng truyện Phật giáo, có một cuốn tên là Mộng Du Già. Trong đây liệt kê có 3 loại mộng. Loại 1 là thường nhân hay nói, ngày nghỉ làm sao, đêm chiêm bao như vậy. Cho nên, các giấc mộng này hoàn toàn không có ý nghĩa, không rõ ràng và không logic. Loại 2, do nghiệp lực tạo trong quá khứ hiển thị qua mộng, chẳng hạn như đương sự thường mộng thấy bị người truy sát, vân vân. Loại 3, do công phu tu hành đạt đến cảnh giới cao, tâm định phát dụng, hoặc được thần linh báo mộng, mộng này cần hội đủ 3 điều kiện. 1, có trí huệ bẩm sinh, tức là trí huệ do nhiều đời tu hành tích lũy. 2.
có công phu thiền định tương đối cao. Ra khỏi bùn nhơ và bất nhiễm chính là thiền tối cao. 3. Do phúc báo hành thiện nhiều đời tích lũy thành. Loại mộc thứ ba luôn thấy rất rõ ràng, giống hệt như đang xảy ra ban ngày vậy. Phật giáo gọi mộng này là thanh minh mộng cảnh. Đây là linh mộng, thường xuất hiện sau 3-4 giờ sáng. Mộng này liên quan đến chân tướng vũ trụ nhân sinh. Các vấn đề này trong cuốn Đại Đức Đích Tương Quang Luận Thuật có giảng giải rất cụ thể và tỉ mỉ. Trước khi tường thuật các giấc mộng dự báo địa chấn, tôi nghĩ mình nên nói một chút về chuyện động vật, hay đến báo mộng, thỉnh cầu phóng sinh. Đây là cảnh mà vài pháp hữu của tôi cũng thường thấy. Hàng năm, cứ bắt đầu vào xuân, là loài rắn thường đến báo mộng cho tôi, xin tôi hãy đi phóng sinh chúng. Nhưng năm ngoái, chúng báo mộng vào cuối năm, còn báo mộng cho chồng tôi nữa. Có lúc, chúng báo mộng cho tôi liên tục suốt 3 đêm liền, xin tôi hãy phóng sinh con chúng trước, rồi sau đó mới thả chúng. Cuối cùng, chúng còn nói, nếu tôi phóng sinh chúng rồi, chúng sẽ rất tri ân, còn nếu như không thả, tâm báo oán của rắn rất mạnh. Xem ra động vật cũng rất yêu con mình, dù là độc xà, song những con rắn này lúc sinh thời có một số đã từng là người tu hành, cho nên rắn rất có linh tính. Chỉ vì tâm sân quá nặng, cho nên bị đọa lạc làm rắn, chính tâm sân cực mạnh đã sản sinh ra độc độc. Rắn cũng có một số là tiểu long hóa hình, là loài rồng nhỏ này vẫn có khả năng khuấy động địa cầu, gây ra tai nạn. Chúng có thể trở thành long thần, hộ pháp đắc lực cho người tu, nếu chúng phát tâm quy y Phật. Tình nguyện hộ vệ tam bảo. Các động vật khác cũng thường báo mộng cho tôi, kêu tôi hãy cứu chúng. Thường thì con vật báo mộng ngày thứ nhất là hôm sau ở ngoài đời thực, tôi sẽ gặp chúng. Trễ lắm thì ngày thứ ba cũng gặp loài động vật này, tình cảnh giống hệt trong mộng. Một lần nọ, có 2 đội thiền nguyện đi phóng sinh, một đội thả cá chép và một đội thả ba ba. Tôi không tính đi, nhưng có chuẩn bị chút tiền gửi cho đội phóng sinh ba ba. Trong tâm, chỉ có ý tưởng vậy thôi. Nào ngờ tối hôm đó, ba ba báo mộng, kêu tôi hãy đi thả chúng, còn dặn tôi ngồi xe xuống trạm nào nữa. Trong mộng còn thấy rõ cảnh đội trưởng thả cá chép đang nói chuyện với người khác. Bên cạnh còn có xe tải lớn. Ba ba còn dặn tôi phải dùng tay che mặt lại, đừng để cho trưởng đoàn thấy tôi. Chúng bảo, cô thả chúng con sẽ được phúc, các con của cô rất ngoan, dễ dạy, và tình cảm hai vợ chồng cô sẽ rất đầm ấm. Các động vật trong mộng còn kể cho tôi nghe chúng chết làm sao. Hồi làm người đã tạo ác nghiệp gì, luôn nói là chúng sẽ rất mang ơn khi được phóng sinh. Mà thực vậy, loài vật rất có tâm biết ơn. Tôi từng phóng sinh hồ ly. Vậy mà 3 lần trong mộng, chúng đã đến thăm tôi, bày tỏ niềm trân quý, thân thiết, thậm chí còn báo trước cho tôi biết rất nhiều việc sắp xảy ra. Chúng có thể biết trước tương lai sẽ phát sinh tai nạn nào. Chẳng hạn như cuối tháng 6 năm ngoái, hồ ly đã báo mộng cho tôi, nói là tháng 7 sẽ có đại tai nạn. Kết quả, ngày 21 tháng 7, Bắc Kinh phát sinh lục lội khủng khiếp. Còn như trước khi Nhật Bản xảy ra đại địa chấn và sóng thần, thì loài cua đã báo trước cho tôi. Trong mộng, tôi thấy chúng lộ vẻ kinh hoàng lúng túng, từ đáy đại dương ngoi lên bảo tôi, ngày thế giới diệt vong đến rồi. Hôm sau, tôi kể cho chồng nghe là sẽ có địa chấn và sóng thần. Kết quả 3 ngày sau, phát sinh địa chấn tại Nhật Bản. Những động vật báo mộng này rất có linh tính, chúng biết rất nhiều về chân tướng sự thật của vũ trụ, không như con người chúng ta, vẫn tưởng và cho là động vật, là ngu si, không có lý trí. Tôi đã 11 lần mộng thấy ngày thế giới mà, bắt đầu từ cơn địa chấn tại Vấn Châu. Hoạn nạn này là do chúng ta sát sinh quá nhiều mà chưa cảm nên. Có nghĩa là,
từ cơn địa chấn Vấn Châu đã khởi sự cho thấy thời kỳ thế giới mạt. Nhưng nói tận thế hay thế giới diệt vong không phải là địa cầu sẽ nổ, sẽ bị hủy diệt hay nhân loại chết sạch hết, mà có nghĩa là tai nạn sẽ xảy ra rất nhiều, rất khủng khiếp. Tận thế là dứt kiếp của người ác, có nghĩa đây là thời điểm trả báo đến lúc diệt vong chung của kẻ tạo nhiều lỗi. Khi quả đã chín mùi thì báo tới. Tai nạn chung chính là cộng nghiệp khiến người ta đồng thọ báo chung. Trong mộng còn nói rõ, thế nhân đều biết năm 2012 là bắt đầu thời thế giới mạt, nhưng con người vẫn có thể sửa đổi, chuyển hóa bằng thiện nghiệp. Song nếu như chúng ta vẫn sát sinh không ngừng, tùy tiện tạo đủ nghiệp ác thì sẽ rơi vào ngày mạt trên thế giới này. Đây là kết quả của việc sống làm lỗi mà nhân loại phải tự gánh. Những năm gần đây, tai nạn xảy ra liên miên bất đoạn, bao gồm địa chấn đang xảy ra đương thời. Đặc biệt là loài thủy tộc biết trước rất rõ. Cách đây không lâu, cá chạch đã báo mộng cho tôi. Nói, do nhân loại ăn thịt thủy tộc và động vật rất nhiều, tất nhiên để rửa hận, chúng sẽ gây nên một trận ôn dịch, báo oán, khiến những kẻ sát hại chúng bị mạng vong. Trong mộng, chúng còn cảnh báo rằng, lãng phí một chén cơm sẽ bị đói và giảm thọ một ngày, giết một con gà vân vân sẽ giảm thọ một năm. Báo mộng Nhã An Lô Sơn bị địa chấn. Trước khi Lô Sơn bị địa chấn chừng 2-3 tháng, một buổi tối, tôi có mộng thấy cảnh địa chấn nhưng mơ hồ, nên không nghĩ là nó sẽ xảy ra nghiêm trọng đến như vậy. Vào đêm Lô Sơn địa chấn, trong mộng cảnh báo rằng nạn này là do rắn, một loài rồng nhỏ báo thù. Bởi vì chúng ta ăn con cái thần dân của chúng quá nhiều, tâm oán hận của loài long xà rất mãnh liệt, cho nên chúng sẽ báo thù rất mạnh. Ở Tứ Xuyên, do con người sát sinh quá dữ nên tai kiếp khó tránh, vì vậy mà cả hai lần địa chấn đều xảy ra ở Tứ Xuyên. Trong mộng còn nhắc nhở mọi người năm nay phải nên phóng sanh thật nhiều rắn, hơn nữa phải thường đi chùa tu thân tạo đức mới có thể tránh được tai nạn sau này. Nhưng nếu như con người cứ tiếp tục sát sinh, sau này thiên tai hoạn nạn sẽ đầy rẫy, rất khủng khiếp, và người ác sẽ diệt vong trước nhất. Các bạn ơi, nhớ nhấn like, comment và share cho bạn bè mình cùng xem nha.